Thưa quý vị, ngay trong chiều nay, quận Hải Châu cũng đã chỉ đạo các phường triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng chống bão số 5. Tại phường Thanh Bình, các lực lượng quy tắc dân quân đã đến tận các khu dân cư tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện chằng chống nhà cửa và chuẩn bị các phương án di dời khi có lệnh của thành phố. Đặc biệt, trong phương án phòng chống bão, phường chú ý đặc biệt đến hai điểm có nhiều nguy cơ. Thì hiện nay ở trên địa bàn phường là có các cái địa điểm mà có nguy cơ trong cái vấn đề mà mất an toàn về phòng chống bão. Thì gồm có khu Đa Phước, thì khu Đa Phước này là có một số cái cần cảo cũng đã chúng tôi cũng đã làm việc với khu Đa Phước để mà có những cách chèn chống, níu giữ cho nó đảm bảo. Mà nếu mà trong trường hợp mà nó cái mức độ của cơn bão nó mạnh thì chúng tôi cũng sẽ sơ tán các cái hộ dân đang sống trong cái khu vực này. Nội dung nữa là liên quan tới cái khu vực bên chỗ phía khu vực Hải Hà, thì cái khu vực này thì nhà cửa nó cũng không kiên cố, thì chúng tôi cũng đã vận động người dân đối với những cái hộ mà nhà có nguy cơ thì sẽ trong quá trình mà bão sẽ di dời qua những cái nhà kiên cố hơn, những cái nhà sinh hoạt cộng đồng. Và đồng thời là chúng tôi cũng thiết lập một cái khu vực để mà giãn dân phòng chống bão. Trên địa bàn phường còn hai khu vực cách ly y tế, phường đã tạo mọi điều kiện để người dân thực hiện. Ủy ban dân phường cũng đã chỉ đạo dân quân và các cái bộ phận của phường phối hợp cùng với cấp ủy, ban điều hành phòng chống dịch của khu dân cư, tổ trưởng để đi rà soát và hỗ trợ cho người dân trong khu vực này chèn chống. Thì đây là một trong những cái khu đỏ, khu có nguy cơ nên chúng tôi cũng hết sức thận trọng trong cái việc mà vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo cái công tác phòng chống lụt bão. Tại phường Phước Ninh, ngay trong chiều nay, lực lượng dân quân thanh niên đã tiến hành chặt tỉa cây xanh, khơi thông cống rãnh, giúp người dân chằng chống nhà cửa, đồng thời có phương án di dời người dân. Trong cái thời điểm này là thời điểm dịch, cho nên là Ủy ban nhân phường cũng đã chuyển cái phương án sơ tán nhân dân từ phương án tập trung tại chỗ là nhà người này qua nhà người khác kiên cố hơn, thì chuyển sang phương án là tập trung tại chỗ tại các khách sạn, trường học nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch. Tinh thần phòng chống bão số 5 trên địa bàn quận Hải Châu khá khẩn trương, mục tiêu duy nhất là không để xảy ra tình trạng thiệt hại tính mạng và tài sản của người dân.